Hi, xin chào mọi người. Mình là Banda đây. Kênh Sài Gòn đi rừng hôm nay sẽ đi ở khu du lịch Tràm Chim, vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp nha mọi người. Anh Hoàng có mặt ở đây nha anh Hoàng. Rất là nhiều sen ha. Và đã có dịp chạy ở cái dải đất sen hồng nên mình cũng làm lên một chuyến tới vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Khi vào mua vé thì nhân viên cũng sẽ hỏi mình có hai tiếng tour để đi. Một tour là 700 ngàn cho khoảng 1 tiếng rưỡi và một tour là khoảng 1 triệu 2 cho 3 tiếng đồng hồ đi quanh vườn quốc gia Tràm Chim và đi tàu trên sông. Hoàng ăn cơm giữa đồng với anh Hiếu ha. Đây đất đây. Lâu lắm rồi mới có một cái cảm giác ăn cơm gia đình ở giữa đồng như thế này. Đó trời sung sướng. Thích chưa nè. Cơm giữa đồng. Con điên điển là tại chỗ luôn nè. Đó cơm cá. Ở tại xuồng người ta cũng chuẩn bị cho mình những món ăn đồng quê và thưởng thức để ngắm nhìn dòng sông nơi đây. Như tên gọi thì nơi đây rất nhiều cây tràm, ở dưới sông thì rất là nhiều sen, rồi cây măng, rồi cây lúa, lúa trời hay còn gọi là cây lúa ma đó.
này đẹp quá. Giờ ta làm coi giả nhiều lắm. Cò nó có bao nhiêu tiền đâu? Mổ cả lông bây giờ mới xịt. Đen, đen. Đó, gối quá nè. Đã chưa? Bảo ra cho và thật đáng tiếc là đợt này mình không nhìn thấy loài sứ đạo đỏ, động vật cực kỳ quý hiếm này cũng là loài nằm trong sách đỏ của thế giới và chúng chỉ xuất hiện vào tầm khoảng mùa khô, tầm khoảng tháng 3 hoặc là tháng 4, cho nên mùa này mình đi thì không nhìn thấy nó nữa. Mục đích lần này là đến ngắm chim nhưng mà thật tiếc là không có thấy nhiều chim gì hết. Dám lắm mà, nó thích cái nồi lẩu của mình đó. Anh Hiếu ơi, tôi thích cái nồi lẩu của mình rồi anh ơi. Cuối cùng thì cảm giác mình cho là không có gì đặc biệt, có lẽ là mình đi không đúng mùa. Hy vọng rằng đây sẽ là một trải nghiệm kiểu như là mình sẽ lưu giữ lại để mình biết như thế nào ở khu vực Tràng Chim. Có nghĩa con cá lóc to cái có nguyên cái đám con đó ở trên ha. Hay ha, cá lóc mà nó bảo vệ con nó. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở một cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều.